Xin chào tất cả các khán giả của kênh Lan Nguyễn TV. Hôm nay Lan trở lại với các quý khán giả bằng một video mới với nội dung Lan sẽ phân tích về một nhân vật mới nổi lên và đang là một trong những cái mũi tên định chĩa tiếp vào cuộc chiến của chị Nguyễn Phương Hằng. Đó chính là cô Đinh Lăng. Các bạn biết đấy, rất là nhiều video của cô Đinh Lăng. Bắt đầu khoảng chừng một tháng nay thì cô Đinh Lăng này bắt đầu chĩa mũi dùi vào chị Nguyễn Phương Hằng. Và tất cả những cái video của cô đấy đều nhằm một cái mục tiêu là bôi xấu vu khống danh dự cũng như là công việc của vợ chồng anh Dũng Lò Vôi và chị Nguyễn Phương Hằng. Sau khi tôi mất 2 ngày lên trên mạng tìm hiểu tất cả các video của cô đó thì tôi mới thấy rằng đó là điều hết sức đơn giản của những cái lời lẽ mà phía bên kia. Cô này có một cái mối liên hệ rất là mật thiết với bà La Thị Nghèo. Bà La Thị Nghèo và cô Đinh Lăng có một cái hãng phim mở chung với nhau, nhưng chắc bây giờ sập tiệm rồi. Đấy là điều thứ nhất. Điều thứ hai là cô này có buôn bán kinh doanh về vài cái thứ mà cô ấy đăng ở trên ấy, nào là đông trùng hạ thảo này, nào là sâm ngọc linh này, và rượu cô ấy nấu ngay tại nhà. Thì tôi không biết là cái nấu rượu này là có được phép hay không, nhưng mà tôi chỉ biết là kinh doanh rượu là một trong những cái ngành nghề kinh doanh đặc thù và phải có giấy phép kinh doanh rượu. Bởi vì sao? Nhà tôi, con gái tôi mở công ty kinh doanh rượu, thứ nhất là phải có cái số vốn rất là lớn, thứ hai là phải có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Rượu mà tự nấu ấy thì đấy là rượu lậu, mà rượu lậu có nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân thì sẽ vi phạm vào vệ sinh an toàn thực phẩm. Tôi không biết tất cả những cái hũ rượu của cô ấy, cô ấy nói là rượu cô tự nấu, thì cô có xin giấy phép an toàn thực phẩm của Bộ Y tế không? Cái điều thứ hai là cô ấy nói rằng rượu này cô ấy để trưng chơi, nhưng cô ấy lại tự vạch tội ra, đó là có một bác với cái năn nỉ mua 4 bình nhưng mà lại bị bom, và cô ấy có năn nỉ là thôi mọi người đừng chọc vào cái chuyện làm ăn của cô ấy nữa. Đấy. Một điều nữa các bạn biết ấy, cô này lịch sử từ trước tới nay trên những cái video của cô ấy thì tôi hiểu rằng cô này là một người chuyên đi kiện tụng thuê với những người dân nghèo không nắm được pháp luật. Điển hình là cái vụ mà cô ấy nhận kiện của cái công ty mỹ phẩm của ngân hàng, của vợ của cái ông tổng giám đốc ngân hàng VB Bank gì đó. Thì cô này đã nhận tiền mỗi một người 5 triệu để đi kiện hộ về cái vấn đề là bị lừa đảo gì mua mỹ phẩm mấy chục triệu ấy. Thì cô có quay trong nhà cô ấy là mấy nghìn bộ mỹ phẩm cô ấy nhận ủy quyền của những cái người mà mua. Thế thì chúng ta thừa hiểu là cô này có một cái nghề gọi là cái nghề đi kiện thuê. Thế thì việc cô ấy nói rất là nhẹ nhàng trong những cái video, nhưng thực tế thì cô này, cô ấy là một người rất ghê gớm. Rất ghê gớm bởi vì cũng chửi ra phết. Thế thì ở đây tôi muốn nói cho mọi người, để mọi người cảnh giác cái con người này. Bởi vì hiện nay chị Nguyễn Phương Hằng đang vạch ra những cái còn tồn đọng đối với giới văn nghệ sĩ là quảng cáo bán những sản phẩm thực phẩm chức năng không phải là thuốc, mà không đúng như là chất lượng mà họ quảng cáo, để nhân dân bị lừa. Thì ở đây cô này cô ấy bán rất nhiều những cái rượu ngâm rễ cây mà cô ấy nói là sâm ngọc linh có lý lịch,
rồi rượu cô ấy tự nấu, rồi cô ấy cũng nói là tự cô ấy làm men. Thì các bạn phải biết là tất cả những thứ mà phục vụ ăn uống đối với con người đều phải có giấy vệ sinh an toàn thực phẩm của Bộ Y tế kiểm định chất lượng, rồi tỷ lệ những cái chất mà khi uống vào người có hại cho sức khỏe không, có được lưu thông hay không. Bán phở bán bún cũng phải có giấy vệ sinh an toàn thực phẩm. Thì tôi chưa thấy cô này cô khoe rượu, khoe Sâm Ngọc Linh, nhưng tôi chưa thấy cô trưng ra cái giấy vệ sinh an toàn thực phẩm của Bộ Y tế. Thì cái này là một cái cô ấy đã hớ hênh rồi. Cho nên mọi người hãy cảnh giác. Cái việc nữa tôi muốn nói để cho mọi người thấy rõ được, để mà tránh bị lừa, cô Đinh Lăng là một trong những người mà bán cái thuốc này. Thì rõ ràng là khi bị chị Nguyễn Phương Hằng vạch ra với cái giới văn nghệ sĩ quảng cáo và bán thuốc dởm, thì ảnh hưởng đến, rõ ràng là sẽ ảnh hưởng đến cô ấy. Và một điều nữa là có thể cô này còn có mối quan hệ với Võ Nằm Yên. Vì sao? Cũng là những cái sản phẩm chăm sóc sức khỏe, biết đâu lại là một trong những người mà na ná như là anh HL14 ấy. Một điều nữa là cô này rất nổ. Các bạn phải biết là doanh nhân ấy, người ta không khoe nhà, không khoe xe, mà người ta khoe công ty. Thì cô này ấy, cô ấy có một cái video cô khoe, đây, đây là chiếc xe SH nhập khẩu. Và các bạn phải biết là những người mà người ta có được một cái xe SH để mà rực le với đời ấy, đi xe máy ấy, người ta tự hào lắm. Cái đấy là cái chúng ta thấy là cô này là nó ở cái đẳng cấp nào rồi. Một cái việc nữa là cứ mỗi một lần cô ấy live stream, cô ấy đóng đai đóng thùng là các bạn biết là cái người như thế nào rồi đấy. Cũng có thể là bon chen với giới showbiz, cũng có thể có một chút kiến thức, có một chút cái nhan sắc, nhưng mà bon chen không tới, cho nên bây giờ vẫn đi ở nhà thuê. Và khi mà cái drama của chị Nguyễn Phương Hằng nổ ra thì cô này, tôi thì cũng cho là dự hơi để mà cho cái kênh của cô nổi lên, để nhằm mục đích là quảng bá sản phẩm, quảng bá cái công việc là cô ấy đang đi kiện thuê, nhưng mà cô ấy lại chơi vào nhầm người. Các bạn phải biết là đẳng cấp của nhà anh Dũng và chị Hằng là đẳng cấp của tầng lớp kinh doanh lớn nằm trong 20% dân số và nắm 80% nền kinh tế của một quốc gia. Chị Hằng là lọt trong cái top đó. Không phải đánh đồng với chúng ta được. Tôi cũng không phải là được diễm phúc đứng trong cái hàng ngũ đó. Tôi chỉ có anh chị em đứng trong cái hàng ngũ đó thôi. Cho nên những người như vậy là người ta mạnh về thực lực, người ta có cái đầu, người ta tính toán, và người ta có những cái mối quan hệ để mà người ta có thể là xây dựng nên một thương hiệu doanh nghiệp. Nhưng đặc biệt là họ có những cái kinh nghiệm, những cố vấn, đó là những nhân viên, trợ lý để làm những cái việc về pháp luật, từ tiền cho đến thị trường, cho đến các cái vấn đề về kinh doanh của công ty. Những người mà trợ lý đó họ đều tốt nghiệp ở các trường đại học hoặc là cao học chính quy chuyên nghiệp về quản trị kinh doanh, về tất cả những thứ mà liên quan đến luật doanh nghiệp. Vậy thì ở đây các bạn phải hiểu một điều là những người có sức hút là những người nói đúng như những gì mình đã làm và làm được những điều mình đã nói. Và cái kết quả cuối cùng của họ phải được chứng minh, đó là nền tảng của gia đình. Bạn nói đến tiền, bạn phải có tiền. Bạn nói đến thành công thì bạn phải là người thành công. Người thành công trong đó bao gồm
sự nghiệp, gia đình và sự phát triển của doanh nghiệp. Thế thì ở đây, những người nói đi đôi với làm và làm tất cả những điều mình đã nói là những người có sức hút. Còn những người bạn nói đến tiền, bạn có ít tiền hoặc bạn còn phải đi vay để mà chi tiêu, còn phải ở nhà thuê, thì bạn đừng dạy người ta cách kiếm tiền. Bởi vì bạn còn chưa sống đủ thì bạn đừng dạy cho ai. Chị Nguyễn Phương Hằng, tại sao một lời chị nói ra chúng tôi tin? Bởi vì tất cả các doanh nghiệp kinh doanh thì đều muốn đạt đến một cái kết quả là công ty lớn mạnh, có tiền. Và tất cả những người phụ nữ đi xây dựng gia đình thì đều mong muốn có một người chồng yêu thương và thành đạt. Chị Nguyễn Phương Hằng đã có tất cả những thứ mà bây giờ chị nói người ta tin. Cô Đinh Lăng, cô ý tưởng chừng là cô ấy nhảy bổ vào cái drama của chị Nguyễn Phương Hằng để cô ấy có thể giật sập ngay được cá nhân danh dự của vợ chồng chị Hằng và anh Dũng. Và cô ấy tưởng rằng cô có thể giật sập ngay được cái doanh nghiệp của anh Dũng và chị Hằng. Và cô ấy hả hê, nhưng cô ấy đã nhầm. Nhầm ở cái chỗ là gì? Cô ấy có rất nhiều thứ mà bây giờ người ta có thể nói là cô ấy vu khống và dựng chuyện. Việc đầu tiên là cô ấy nói là chị Nguyễn Phương Hằng bị chồng đánh và đuổi ra khỏi nhà. Thì tôi cũng muốn trả lời luôn cho tất cả các khán giả của tôi biết được rằng chị Nguyễn Phương Hằng là một người phụ nữ không phải tầm thường. Chị có nói cho chúng ta biết rằng lấy được một người chồng thành đạt đã không phải là dễ. Nhưng sống để đi bên cạnh một người chồng thành đạt lại càng không dễ. Và giữ được người chồng thành đạt lại càng không bao giờ là một chuyện dễ. Vậy mà chị Hằng chỉ làm được điều đấy. Tất cả hàng xóm xung quanh nhà chị Hằng đều nói rằng anh Dũng, anh ấy cưng chị Hằng như trứng mỏng. Chị Hằng chỉ sống như một bà hoàng. Điều này là có thật. Các bạn đừng nghĩ rằng chị nổ. Các bạn muốn kéo sập ngay một hình tượng của một người phụ nữ đẹp, sang và hạnh phúc. Có thể nói thì đừng có thanh minh. Đấy chính là sự ganh tị, hay là người ta nói tránh đi là gato. Các bạn ạ, tôi thực sự nghiên cứu rất kỹ về chị Hằng. Nói là chị Hằng bị anh Dũng tát, đấy là một điều mà các bạn phải hiểu là không có một cái lý nào. Bởi vì sao? Chị Hằng đâu phải là một người mà người đàn ông nào có thể dám tát. Tát được chị Hằng ấy thì chỉ có là Thiên Lôi. Chị Hằng chỉ đủ khôn, đủ khéo để chị giữ một người đàn ông của chị. Và nếu như chị mà lại để cho bị ăn tát thì tôi xin lỗi cái người đàn ông nào chưa kịp tát chị Phương Hằng, chỉ mới giơ tay thôi, thì 1 phút 15 giây chị đã cho biến ra khỏi cuộc đời rồi. Chị Hằng không phải là một người mà đàn ông có thể chà đạp được. Các bạn ạ, các bạn hãy tin tôi đi. Tôi là phụ nữ, tôi biết. Người khôn, người giàu, người biết đeo hột xoàn, người biết làm đẹp, người biết nũng nịu, người biết mà xây dựng những cái chỗ ở xung quanh của mình đẹp là một người phụ nữ đẳng cấp. Người ta không dễ gì để cho đàn ông chà đạp. Và đàn ông sở hữu được những người phụ nữ như vậy chỉ trừ người ta bị phụ nữ bỏ thôi. Không ai nỡ chà đạp một người đẹp như chị Nguyễn Phương Hằng. Cho nên cô Đinh Lăng, cô ấy nói rằng chị Hằng bị chồng đánh và bị đuổi ra khỏi nhà thì chứng tỏ là cô này là một người phụ nữ không khéo. Và chắc
cũng có những cái bị bất hạnh trong tình yêu thì mới không tin trong tình yêu nữa. Còn những người người ta đủ khôn ấy, người ta đủ khéo ấy, người ta vô cùng tự tin trong hạnh phúc. Đấy là sự thật đấy các bạn ạ. Từ trước tới nay rất nhiều người hỏi tôi là chị ơi làm thế nào mà hạnh phúc được như chị. Tôi bảo đây là một bí quyết. Không biết các em có làm được không? Đừng tự hào là đẹp, cũng đừng tự hào là giỏi, mà phải biết điều. Người đàn ông ấy, các cụ có câu rồi, trai tay không cũng không ăn nhờ vợ, gái có 9 đụn 10 trâu cũng phải nhờ chồng. Nên chị nào cứ vỗ ngực giỏi ấy, thì chồng nó lại càng chán, nó lại càng chán thật nhanh. Thế thì cái đấy để tôi phân tích với các bạn về cái cô Đinh Lăng này, để các bạn thấy rằng những cái điều mà cô ấy nói về chị Nguyễn Phương Hằng là hoàn toàn không có cơ sở. Cái điều nữa, cô ấy tuyên bố là anh Huỳnh Huy Dũng bị giống như là quản thúc, công an quản thúc ở tại Đại Nam. Thì điều này tôi lại càng cảm thấy là cái cô này ấy, là cô ấy ăn nói hồ đồ. Là lịch sử trong cuộc đời tôi đi kinh doanh và cũng rất là hay nghiên cứu về tất cả các luật. Một doanh nghiệp nếu như giống như là anh đại gia điếu cày ấy, anh ấy mà bị đơn tố cáo ấy, thì việc đầu tiên là báo đăng ngay, báo chí đăng ngay. Nếu công ty anh Dũng và chị Hằng có bất cứ một biến động gì trong kinh doanh, bởi vì đấy là một công ty lớn, mà có ảnh hưởng đến những cái nguồn vay ở tại ngân hàng, thì việc đầu tiên khi công an mà ập vào bất cứ một doanh nghiệp nào thì thường là có liên ngành đi theo. Và chắc chắn các đài truyền hình, các báo sẽ săn tin và đăng ngay. Nếu như anh Huỳnh Huy Dũng bị quản thúc bởi công an tại Đại Nam thì tất cả các trang báo sẽ phải có ngay. Cho nên điều này tôi chứng minh cho các bạn thấy là cô ta hoàn toàn là bịa đặt. Một điều nữa, doanh nghiệp lớn vay vài nghìn tỷ của ngân hàng thì các bạn phải biết là người ta không phải vay bằng nước bọt. Người ta vay bằng tài sản thế chấp. Và nếu như doanh nghiệp không đủ khả năng kinh doanh để trả lãi và vốn theo đúng hợp đồng vay vốn thì sẽ bị người ta phát mãi tài sản. Và khi nào chưa công bố thì là doanh nghiệp đấy vẫn còn khả năng kinh doanh. Còn nếu như người ta công bố thì các bạn mới tin và các bạn mới biết. Thì tại sao cô Đinh Lăng này cô ấy lại biết được những điều mà chưa có một cơ quan pháp luật nào người ta công bố trên phương tiện thông tin đại chúng. Cái việc này nếu chị Hằng chỉ bỏ qua thì thôi, nhưng nếu chị kiện về tội vu khống để ảnh hưởng đến doanh nghiệp, ảnh hưởng đến kinh doanh của một doanh nghiệp thì giống như bà La Thị Nghèo ấy, cũng có thể là khởi đơn kiện được ngay. Cho nên cô này ấy, thì các bạn biết đấy, rất nhiều thông tin. Thứ nhất là đang xoay xỏa tất cả các nguồn tiền, từ nợ ngân hàng cho đến nợ tiền thuê nhà, cho đến nợ làm những cái kệ, rồi là những cái sắt gì ở cái nhà thuê đấy ấy. Cho nên hiện nay cô ta đang nợ rất là nhiều. Thế thì có thể là cô cũng hy vọng, một là làm YouTube có tiền cho nên cô xây dựng cái kênh YouTube của cô ấy. Hai là có người thuê cô ấy. Mà thuê cô ấy nói thì chỉ có là cái phe đối kháng của chị Nguyễn Phương Hằng mà thôi. Tôi muốn nói với tất cả mọi người để chúng ta nhận biết một cách rất là rõ là gì. Những kênh mà nói xấu chị Nguyễn Phương Hằng 100% là kênh ở cái phe đối kháng. Đó là một là giới văn nghệ sĩ, hai là của tập đoàn Lương Y Võ Nằm Yên. Không ai dỗi hơi mà không liên quan gì đến cái phía đối kháng,
mà lại đi nói xấu chị Nguyễn Phương Hằng. Điều đấy tôi khẳng định luôn. Thế thì các bạn biết ấy, khi mà ở phía bên kia ấy, mà nói ấy, thì đương nhiên là có mưu đồ rồi. Nhưng tất cả những cái mưu đồ đấy thì 4 tháng nay phe bên kia vẫn liên tục là đánh vào chị Nguyễn Phương Hằng. Huỳnh Ngọc Thiên Hương, cô Mỹ Chu Phạm Ngà. Hiện nay thì anh Năm Quang Tiến Dũng là anh ấy cũng thôi rồi, anh cũng không nói nữa rồi, bởi vì anh chả ở phe nào, anh ấy chỉ là làm YouTube thôi. Thế thì hiện nay còn hai người mà chiến đấu gọi là một mất một còn, rất nhiều những cái chứng cứ đưa ra giống như đúng rồi ấy, thì còn có cô nghệ sĩ múa và bây giờ là có cô Dễ Đinh Lăng. Cô Dễ Đinh Lăng này là một cái cô mà coi như là mới nhảy bổ vào khoảng độ một tháng nay thôi. Thì hiện nay các bạn biết đấy, cô ý đang bị rất nhiều các kênh moi móc. Và các bạn phải tưởng tượng một điều rồi, tôi từ trước đến nay tôi cũng vẫn nói là các bạn đánh chị Nguyễn Phương Hằng, tức là các bạn đang đánh chính vào cuộc đời của các bạn. Thứ nhất, đời tư sẽ bị mới móc. Thứ hai, sẽ bị cả những người yêu chính nghĩa, người ta tẩy chay. Tôi nói thật, tới đây rồi rượu của cái cô mà Dễ Đinh Lăng này mà còn bán được, tôi đi đầu xuống đất. Tiếp nữa, tới đây mà cô không bị những cái cơ quan quản lý thị trường, cơ quan thuế, rồi Cục Vệ sinh An toàn Thực phẩm của Bộ Y tế mà vào cuộc kiểm tra những cái sản phẩm của cô này ấy, thì tôi cũng đi đầu xuống đất luôn. Và cái nữa, thời Covid này mà với một cái người mà dở khôn dở dại ấy, khôn thì khôn hẳn cho người ta sợ, mà dại thì dại hẳn cho người ta thương, dở dở ương ương mới là cái chết. Cho nên cô này, cô là lấy trứng chọi với đá. Trời đất ơi, CEO gì của công ty gì, nào là hết cố khoe cô là tốt nghiệp trường luật, nào rồi cô khoe cô là CEO của hãng phim, rồi thì cuối cùng hóa ra cô ấy cũng chỉ là một cái người trong cái giới văn nghệ sĩ và là một người mật thiết với bà La Thị Nghèo. Nhưng cô khoe cái tài sản của cô đây, cái SH nhập ngoại đây, là tôi biết là đẳng cấp cô ấy ở cái đẳng cấp nào rồi. Muốn đi kiện, muốn đánh một đối thủ, thì tôi trước có một cái bài tôi nói đấy. Các bạn muốn đánh một đối thủ thì trước tiên các bạn phải đủ lực để đánh uy tín người ta, và uy tín thì chỉ có là lừa thôi. Nhưng bây giờ các bạn thử nhìn đi, chị Nguyễn Phương Hằng chị có lừa ai không? Tiền chị chọi đâu ấy là chết đó. Chị không lừa tất cả những người nói xấu chị. Chị cũng không lừa bất cứ một doanh nghiệp nào. Tiền chị vay ngân hàng, chị có tài sản thế chấp, chị có một người chồng yêu thương chị, và chị đang xây những cái nhà máy găng tay để chị kinh doanh. Các bạn biết, thời Covid này, găng tay cháy hàng. Tôi là một người cũng buôn thiết bị y tế, nhưng mà bây giờ thì tôi giải nghệ rồi. Các bạn phải biết, một thời kỳ, trời ơi, những cái đơn hàng mà xếp hàng ở những cái nhà máy găng tay ấy là không bao giờ có thể là mua được. Có những người bảo tôi là chị Lan ơi, chị quen trên Bộ Y tế xem có cái cửa nào để mà cho công ty em mua được găng tay để xuất đi nước ngoài hay không. Tôi điện thử, tôi điện lên trên vụ trang thiết bị, tôi hỏi, người ta nói rằng ôi giời ơi, bây giờ có những cái đơn hàng ký hợp đồng rồi mà không có găng tay để mà xuất, chứ đừng nói là ai bây giờ chen ngang vào. Găng tay bây giờ còn đắt hơn gạo, cần hơn gạo. Mà chị Nguyễn Phương Hằng và anh Huỳnh Huy Dũng xây dựng nhà máy găng tay thì tôi lại khẳng định cái đầu của anh Dũng không phải là tầm thường. Trong mùa Covid này, kinh doanh gì để thành công? Đừng xây nhiều khách sạn, đừng xây nhiều khu du lịch, cũng đừng làm nhiều những cái trường đẳng cấp, mà phải sản xuất những cái thứ để phục vụ tránh Covid. Thì trong đó có găng tay y tế các bạn nhé. Và bây giờ khi anh Dũng anh ấy mà xong cái nhà máy găng tay này thì tất cả các doanh nghiệp nhìn đến mà thèm.
Anh Phạm Nhật Vượng bây giờ cũng bắt đầu đi vào nghiên cứu để sản xuất vaccine. Cho nên các bạn phải biết những đầu của những cái các anh doanh nhân tỷ phú đấy. Chúng ta đừng đùa. Tất cả những con tôm, con tép như cái cô mà dễ đinh lăng này này, thì nói thật với các bạn chứ, người ta búng một cái thì bay 70 phương trời. Cho nên không cần phải nói nhiều. Tất cả khán giả của Lan nói rằng chị ơi, chị phải làm một cái video về cái cô dễ đinh lăng. Tôi bảo là được rồi, cứ từ từ tôi sẽ nói. Nhưng khi tôi nói ấy, thì tôi phải có chứng cứ và cơ sở. Và bây giờ các bạn phải biết là cái việc mà cô ấy vu khống anh Dũng cũng chỉ nhằm để hạ uy tín. Mà người ta nói đấy, quân tử chó cắn vẫn đi. Chú Dũng chú ấy đã trả lời cho một cái bạn ở trên một cái kênh là chú ấy, chú có phải chú đang bị quản thúc bởi công an ở Đại Nam không? Chú nói ôi dồi ôi, hơi đâu mà đi nghe những cái đứa mà bây giờ nó đang nói xấu ấy. Chú làm một ngày từ 10 cho đến 20 tiếng đang xây dựng cái nhà máy găng tay và đang gấp rút khẩn trương để cho ra cái lô hàng đầu tiên để mà hiến cho chính phủ, cho tất cả những cái bệnh viện để chăm sóc những cái người bị Covid. Cái nữa, một cái bạn đó bạn lại hỏi là dễ đinh lăng, cô nói là chú đánh và chú đuổi cô Hằng ra đường không cho về nhà. Chú bảo trời ơi, cuộc đời chú chưa bao giờ mà đánh cô Hằng lấy bằng một cành hoa. Làm sao mà có cái chuyện mà vu khống dựng chuyện đến như vậy. Các bạn biết đấy, cái sự ga tô của những con đàn bà nó kinh khủng lắm. Nó gấp lửa, nó bỏ tay người. Một cuộc sống như chị Hằng nói, phải tin, phải nghe, thì chúng ta phải hiểu cả triệu triệu người mơ ước. Không được bằng người ta thì khen để mà lấy phước. Càng ga tô, càng bới móc thì càng thấy rõ được cái bản tính sân si. Và càng nói đến cái chuyện kinh doanh của người ta, càng so sánh đến cái chuyện kinh doanh của mình thì càng thể hiện cái sự tham. Một điều nữa, chị Nguyễn Phương Hằng đang đánh và đang gọi là vạch ra cho mọi người thấy để tránh, đó chính là những cái cá nhân kêu gọi từ thiện. Người ta nói rồi, tất cả những việc bạn nói thì bạn phải làm, và bạn làm được thì bạn mới nói. Đi làm từ thiện là phải có tiền mới đi làm từ thiện. Không có tiền mà làm từ thiện rõ lớn từ việc bán danh dự để kêu gọi đóng góp. Và các bạn biết đấy, tôi đã nói ở một cái video trước rồi, kêu gọi từ thiện là một nghề nó phải có từ chục năm nay rồi. Tôi bị kêu gọi và tôi cũng được rủ là hãy kêu gọi từ thiện đi. Nhưng khi tôi nhận thấy rằng kêu gọi từ thiện là một nghề và họ sống bằng cái nghề đó, cho nên tôi không bao giờ tôi làm cái chuyện đấy. Và bây giờ thử hỏi các bạn, ai còn dám đóng tiền từ thiện cho cá nhân nữa? Cho nên cái việc này ảnh hưởng đến chén cơm của rất nhiều người nổi tiếng. Giờ này kêu gọi từ thiện ai người ta đóng nữa? Người ta thứ nhất là Covid cũng khó khăn, thứ hai những người có tâm người ta nộp thẳng cho chính phủ, chả việc gì phải nộp cho bất cứ một cá nhân nào để gọi là của người phúc ta nữa. Thế thì cái việc chị Nguyễn Phương Hằng đánh vào những cái mà tất cả những người ta đang có thể là phất lên như diều gặp gió, thì bây giờ đương nhiên là các bạn thấy khi mà chén cơm bị đạp đổ thì có tức không? Nó không giết được chị Hằng ngay, chứ nó giết được thì chắc nó giết rồi. Quá căm thù, quá ức. Tại sao bà Hằng bà ấy sướng thế nhỉ? Bà ấy đi Rolls Royce, bà ấy ngồi live stream ở cả một cái doanh nghiệp lớn như thế, và bà ấy nói đến từ thiện thì bà ấy nói đến hàng trăm tỷ, hàng nghìn tỷ. Các bạn phải biết là người giàu làm từ thiện cái chất lượng nó khác với người nghèo làm từ thiện. Ai cũng có cái tâm thiện nguyện. Người nghèo làm kiểu người nghèo và rất cảm ơn những đồng tiền. Các bạn biết đấy, có những bạn chỉ gửi có
50.000, 100.000 cho quỹ thiện nguyện. Hoặc có những người nhắn tin để mà giúp cho cái quỹ phòng chống Covid của chính phủ. Có khi chỉ là vài tin nhắn, vài chục ngàn. Nhưng mà 80% của những người có thu nhập vừa và ít chỉ nắm có 20% nền kinh tế thôi. Cho nên họ có tấm lòng. Nhưng bây giờ nếu như chúng ta thúc đẩy để 20% thành phần giàu có tại đất nước Việt Nam mình, đó là các bác triệu phú tỷ phú đấy, làm thiện nguyện, thì dân chúng ta sẽ đỡ khổ rất nhiều. Tại sao chúng ta lại cứ đi đả phá và chúng ta toàn châu chấu đá xe thôi? Cô Đinh Lăng này, cô đi làm từ thiện được bao nhiêu? Người ta nói rồi, tất cả những cái mà mạnh, vững thì đều là kinh tế mà ra. Mạnh vì gạo, bạo vì tiền. Những người người ta đã làm ra được rất nhiều tiền và người ta quản lý những nguồn tiền lớn thì cái bản lĩnh thương trường của họ rất lớn. Họ có thể chống chọi trước những sóng gió của cuộc sống và họ có thể chèo chống được rất là vững vàng trong mọi khó khăn. Hiện tại về Covid, ngân hàng có tiền, họ có thể thế chấp tài sản để họ cho một ngân hàng nào đấy giúp chính phủ. Còn tất cả những cái gì thuộc về đất đai, bây giờ các bạn biết là đất đai là thuộc về tài sản của cá nhân. Tất cả cá nhân có sổ đỏ thì đất đai là tài sản của cá nhân, có quyền mua bán chuyển nhượng, trừ đất rừng phòng hộ nha các bạn nhé. Đất lúa bây giờ cũng vẫn chuyển nhượng được, chỉ có là giá nó rẻ và bạn phải làm thêm một số cái thủ tục chứng minh là có canh tác và có thu nhập từ việc canh tác trên cái đất nông nghiệp đấy thôi. Đất nông nghiệp chỉ trừ đất lúa là hơi khó mua khó bán, phải có thêm một số cái giấy tờ phụ nữa để chứng minh. Nhưng từ đất trồng cây lâu năm trở lên cho đến đất thổ cư thì giao dịch chuyển nhượng là hoàn toàn có thể, kể cả đất 50 năm cũng vẫn giao dịch chuyển nhượng được. Chứ đừng có nói là đất của chị Nguyễn Phương Hằng, tên của anh ý của chị ấy mà lại bảo là không bán được. Và khi đã có sổ đỏ rồi thì không ai có quyền thu hồi cái sổ đỏ. Phân lô, tất cả những dự án được phép phân lô ra từng thửa, có trích lục bản đồ rồi thì đều có quyền chuyển nhượng theo đúng luật đất đai. Làm sao lại có chuyện nhà chị Hằng, chị có hàng yến sổ đỏ như thế mà lại bảo là đất của chị không bán được? Có thể nói là tại thời điểm mà Covid này đất đai hơi chậm thì còn nghe được. Còn nếu như không vì Covid thì tôi đảm bảo các bạn, đất ở tại Việt Nam ấy là phi mã luôn. Vì sao? Việt Nam là một cái đất nước mà rất nhiều nước trên thế giới muốn đầu tư. Rừng vàng biển bạc, nhân công rẻ, các nhà máy ở Trung Quốc họ rút lui ra khỏi Trung Quốc và cái hướng của họ sẽ về Việt Nam hoặc Lào hoặc Campuchia. Nhưng mà Việt Nam thì có nhiều cái tiềm năng hơn. Cho nên là chúng ta phải hiểu là đất ở tại đất nước Việt Nam ta, nếu như cá nhân đã có sổ đỏ, có chủ quyền rồi thì đấy chính là tài sản cố định. Bất động sản là tài sản cố định của doanh nghiệp và của cá nhân. Cho nên đừng có nói là sổ đỏ mà lại không bán được, mà lại không được quyền bán, thì đấy là các bạn nói sai. Cho nên chị Nguyễn Phương Hằng, chị có cả hàng yến sổ đỏ đấy là một cái sự ngưỡng mộ. Các bạn mơ ước có 10 quyển thôi, sổ đỏ thôi cũng đã là mừng muốn chết đi rồi. Có những người bây giờ còn đi ở nhà thuê. Tôi không biết cô Dễ Đinh Lăng này cô ấy có sổ đỏ hay không, nhưng có nhiều người cũng thắc mắc là cứ khoe là nhà 2 căn ở cái trên quận Gò Vấp đấy, trưng sổ đỏ ra đi, chụp đưa lên cho người ta nhìn thấy thì đúng tên cô, đúng địa chỉ đi. Còn bây giờ ấy thì có rất nhiều người, người ta đang tố cáo đấy là nhà thuê
Và hiện nay là còn đang nợ cả hàng trăm triệu tiền 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 nhà, người ta còn đang muốn đòi lại nhà thuê 6 năm. Và như vậy nói về cái cô dễ đinh lăng này thì nó quá đơn giản. Nếu như những người mà thu nhập thấp ấy, có thể người ta không dám nói. Nhưng với những người mà người ta đã làm doanh nghiệp và nhất là người ta đã buôn về bất động sản rồi, thì cái cô này ấy là con tép, không phải nói nhiều. Không phải nói nhiều các bạn ạ. Mỗi một lần cô ấy hứng những cái live stream của chị Nguyễn Phương Hằng xong rồi, cô ấy ra video ngay mà tôi thấy mắc cười. Ôi trời ơi, cũng hóng những cái tin mà chị Hằng chị nhả ra một cái để ngày mai lên video luôn. Tôi xin lỗi các bạn chứ, chị Hằng chị không muốn dẹp thôi. Chị dẹp ấy thì chỉ một cái búng tay. Mà các bạn ấy, cô ấy đăng Zalo ở trên cái kênh của cô ấy lúc nào chả có. Mà cô ấy bảo chị Hằng phải gọi điện để xin kết bạn Zalo. Xin lỗi những người như chị Hằng mà các bạn nghĩ tiếp xúc dễ như vậy. Trời ơi, tiếp xúc với chị Hằng không phải là dễ và không phải ai chị cũng tiếp. Còn bây giờ khó khăn là khó khăn chung của tất cả các doanh nghiệp, tất cả các tập đoàn lớn. Các bạn có nghe thấy rằng báo đã nói rằng hãng hàng không Việt Nam Airlines lỗ hàng bao nhiêu nghìn tỷ và đang rất vất vả để mà vượt qua cái cơn đại khủng hoảng này không? Tất cả những hãng máy bay bây giờ còn điêu đứng hơn cả cái doanh nghiệp của chị Hằng rất nhiều. Nhưng mà chẳng qua là những cái doanh nghiệp đấy ấy, người ta không phải giống chị Hằng, mà người ta lộ mặt ra, người ta bỏ tiền ra, người ta thuê người làm truyền thông. Còn riêng đối với chị Nguyễn Phương Hằng là vì chị muốn đứng hẳn ra để tố cáo tập đoàn lừa đảo của tên Võ Nằm Yên có liên quan đến một số nghệ sĩ. Và chị muốn đích thân chị nói để chị đưa ra những cái thông tin chính xác nhất. Còn giống như chị nói đấy, nếu như chỉ là để đòi tiền thì chị đòi xong chị về chị yên lắm với gia đình, thì toàn dân vẫn bị lừa. Lừa từ thực phẩm chức năng, lừa từ những cái quảng cáo dởm, cho đến những cái văn hóa văn nghệ lai căng, rồi đến việc quyên góp thiện nguyện, rồi đến việc khoe thân, khoe bồ, khoe ly dị, khoe nhà đẹp, khoe sang, khoe trọng. Người ta gọi là sống ảo. Và bây giờ chị Nguyễn Phương Hằng, chị muốn tất cả những cái mặt nạ đấy hãy được cởi ra để trở về đúng với bản chất của đời thường. Và ngày hôm nay bị chị Nguyễn Phương Hằng chị cởi hết mặt nạ ra, thì đương nhiên chúng ta sẽ hiểu rằng những người bị lột mặt nạ họ sẽ phải khó chịu. Nhưng không sao, sự thật thì mất lòng, thuốc đắng thì giã tật. Tất cả chúng ta phải sống bằng sự thật và không được sống ảo. Bây giờ COVID đến là một sự thanh lọc của xã hội. Cho nên với cô dễ đinh lăng ngày hôm nay, Lan muốn làm video này để cho chúng ta thấy cô này, thứ nhất, tâm không có. Bởi vì là tôi nói là cái tâm không có ở một cái lý do là nói dối, là không có tâm. Tâm không có là vì không đưa ra những cái vấn đề để xây dựng những cái sự trong sạch cho xã hội, mà đi ngược lại điều đó. Đấy là cái tầm không có. Và tiền, nói không có thì cũng không đúng, nhưng chắc chắn là không phải có nhiều. Thế cho nên ba không như vậy thì chúng ta có đáng tin hay không? Đừng có nói rằng tới đây lại quyên góp từ thiện nhé. Cho nên video này Lan muốn cảnh bà giác mọi người, hãy đừng bao giờ tin vào những cái thùng rỗng. Thùng rỗng thường hay kêu to. Với một doanh nghiệp như chị Nguyễn Phương Hằng thì tất cả họ đều trông chờ vào pháp luật. Nếu anh chị ý làm sai thì có cơ quan pháp luật. Các bạn nói rằng hàng ngày chị Nguyễn Phương Hằng lên live stream các bạn khó chịu. Thế tại sao các bạn cũng toàn lên nói live stream nói những cái lời khó chịu? Các bạn có bị người ta lừa đảo gì không mà tại sao cô dễ đinh lăng, cô Hằng cô có lừa đảo gì cô không mà cô đi cô cứ toàn bươi móc đời tư của chị ra?
Cô nói rằng là dân tôi mới đất tôi, xin lỗi, cô chỉ là một người công dân giống chúng tôi. Thế đất nước của cô không phải đất nước của chúng tôi à? Chắc đất nước này của riêng cô, chúng tôi là người trú ngụ nhờ. Đất nước này không phải đất nước của chị Nguyễn Phương Hằng, của anh Dũng Lò Vôi à? Của riêng cô à? Mà cô lại bảo là dân tôi mới đất tôi. Cô đã cho được ai đồng nào từ thiện giống như chị Nguyễn Phương Hằng chưa? Cô nêu ra yêu cầu là chị phải là như thế này, phải là như thế kia, 4, 5, 6 cái đầu ngón tay. Cô là cái gì của chị Hằng để mà cô yêu cầu? Cô là cái gì ở trong cái ban lãnh đạo của chính phủ mà cô yêu cầu chị Nguyễn Phương Hằng phải làm những cái điều đấy? Người ta nói được, người ta làm được. Làm như thế nào là quyền người ta? Chính phủ không có quyền yêu cầu. Cô dễ đinh lăng, cô lấy cái gì mà cô yêu cầu là chị phải 1, 2, 3 của cái live stream ngày mùng 7 tháng 7 kia. Cho nên người ta nói rồi, cái thằng có tóc ấy không dám nói như thế đâu, chỉ toàn những cái thằng chọc đầu thôi. Và đừng có nói rằng tới đây rồi lại có cái giấy mà xác nhận là tâm thần, cái gì người ta gọi là thần kinh thương nhớ nhá. Cho nên hôm nay tôi làm cái video này, tôi muốn trả lời với tất cả các khán giả trên kênh của tôi là với cái dễ đinh lăng này chúng ta không đáng phải bận tâm. Có khi còn không bằng cái chị bãi rác ấy. Nhưng khi đi ngược lại những cái mà chính nghĩa, đi ngược lại những cái sự thiện nguyện, thì chúng ta đừng nên tin, đừng nên nghe và cảnh giác tất cả những thứ quyên góp và làm hộ ủy quyền. Đừng có ai sau này mà bảo thấy cô này, cô ấy quảng bá, cô là luật sư rồi lại đi ủy quyền rồi đưa sổ đỏ cho cô ấy đi kiện tụng rồi có ngày lại đi lên chùa con chim để đòi. Cho nên đấy là cái tôi nhắc các bạn cảnh giác. Một câu kết luận, tất cả những người chống đối chị Nguyễn Phương Hằng thì đều là những người chân lấm bùn. Tôi nói điều này, ai chửi tôi lại giải thích tiếp. Bởi vì chị đang vạch ra những cái xấu mà. Thế cho nên là vạch mà ai có xấu thì mới cạnh lòng, còn những ai mà... Thế như tôi ấy, tôi có thân thiện gì với chị Nguyễn Phương Hằng đâu. Mà tôi có ghét bỏ gì cái cô dễ đinh lăng này đâu. Nhưng đúng thì tôi bảo vệ, và sai tôi sẽ lên án, bởi vì tôi luôn luôn chính nghĩa khách quan và tôi sống bằng đúng cái sự hiểu biết của tôi. Tôi hiểu luật, tôi hiểu pháp luật và tôi biết là đất nước Việt Nam mình là một đất nước mà thượng tôn pháp luật. Cho nên tôi lên tất cả những cái bài nói của tôi chỉ là đả phá những cái sai lệch thôi. Còn tôi không bao giờ bỗng dưng mà tự tôi nói xấu ai. Còn cái video này cũng là một lần tôi nói về cô dễ đinh lăng để cho tất cả các bạn hiểu. Và không việc gì phải lăn tăn, cũng không sợ vì cô ấy nói mà chị Hằng chị nặng tội hơn, hay là cô ấy nói rồi là sợ rằng là gia đình nhà anh Dũng sẽ bị ảnh hưởng. Ảnh hưởng hay không đều do pháp luật và đều do cái việc anh chị ấy triển khai và bảo vệ doanh nghiệp cũng như danh dự tiền bạc của gia đình nhà anh chị ấy. Chúng ta chỉ bảo vệ để làm sao một doanh nghiệp sống được là đất nước vững mạnh, một doanh nghiệp sụp đổ là kéo theo tất cả những công ăn việc làm và kéo theo tất cả những cái mà bị tổn thất về kinh tế cho đất nước. Doanh nghiệp là những cái thành phần để xây dựng đất nước, từ tiền thuế, từ những cái sản phẩm họ làm ra cho xã hội tiêu dùng. Cho nên một doanh nghiệp lớn mà không vững vàng thì đấy chính là làm cho đất nước của chúng ta cũng bị ảnh hưởng. Cho nên chúng ta phải cầu nguyện cho tất cả những doanh nghiệp lớn đang bị dịch COVID làm cho việc sản xuất và phát triển kinh tế của họ bị khó khăn, cố gắng để vượt qua. Và chắc chắn những doanh nghiệp lớn kinh doanh về du lịch, về khu vui chơi giải trí thì chắc chắn là chính phủ sẽ có những cái chế độ chính sách để hỗ trợ cho họ trong cái việc mà khoanh vốn, khoanh nợ đối với
ngân hàng để họ vượt qua được cái đại dịch COVID này. Cho nên chúng ta hãy tin tưởng vào doanh nghiệp của anh Dũng và chị Hằng, và chúng ta hãy tin tưởng vào tất cả những cái chế độ chính sách để bảo vệ cho những doanh nghiệp lớn họ vượt qua được khó khăn. Không bao giờ có chuyện là nhà nước để cho những doanh nghiệp lớn như doanh nghiệp của nhà anh Dũng và chị Hằng sụp đổ đâu, các bạn cứ tin tôi đi. Bây giờ thì Lan xin tạm dừng video này ở đây. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe và chúc quý vị có một cuộc sống thật bình an và vượt qua được cái đại dịch COVID này. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo. Bye bye!